Hello, xin chào các nghệ sĩ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách hút điếu cầy tia sét. Trước mắt quý vị đây chính là điếu cầy tia sét, một sản phẩm rất là mới của Văn Hóa Điếu Cầy. Điếu có thiết kế bằng hợp kim siêu bền nguyên khối, được thiết kế có chiều dài khi đóng lại là 10 cm, chiều rộng là 6 cm và bề dày của nó là chỉ có 2 cm thôi. Nó còn bé và mỏng hơn cả một bao thuốc lá. Chúng ta có thể cầm trên tay, rất là tiện dụng, di chuyển rất là tiện dụng. Điếu thì cũng có chức năng chống đổ nước cả khi các bạn dốc ngược. Đó, chống đổ nước, chống thoát mùi, rất là tiện và rất là sạch sẽ. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn là cách hút nhé. Khi chúng ta hút thì chúng ta sẽ phải mở cái điếu này ra. Chúng ta mở điếu này ra bằng cách là chúng ta sẽ vặn các khớp xoay này. Chúng ta sẽ phải vặn các khớp xoay này để nó ra được, hình thành nên cái điếu. Chính là cái dáng điếu, dáng hút là như thế này. Nó chính là dáng hút của nó. Nó có 3 khúc cho nên người ta gọi nó là điếu cầy tia sét là vì thế. Đó. Thì bây giờ cách mở như thế nào? Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách mở nhé. Thì các bạn, nó có 3 khúc như thế này. Chúng ta sẽ cầm và chúng ta mở nó ra. Mở nó ra theo cái chiều nào mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất. Ví dụ tôi sẽ mở theo chiều này. Đó. Là tôi cảm thấy là thoải mái và nhẹ nhàng nhất. Thì tôi mở theo chiều đó. Đó, thì như vậy là nó đã ra được cái dáng của điếu cầy tia sét. Các dáng. Thì khi các bạn mở ra, các bạn hút xong thì các bạn đóng lại bằng cái chiều ngược lại. Thì như vậy thì nó sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn cho chúng ta. Tức là mình mở ra theo chiều nào thì lúc mình đóng lại mình sẽ đóng ngược lại theo cái chiều mà mình mở ra. Đó, thì như vậy thì nó sẽ rất là tiện. Thì đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở ra và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hút nhé. Đây. Như vậy là tôi đã có một cái điếu cầy tia sét ở trên tay. Đây, quý vị có thể thấy. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hút này. Chúng ta sẽ cầm như thế này. Chúng ta sẽ tưởng là ta sẽ cầm ngón út ta sẽ để ở đây. Rồi ngón cái ta sẽ để ở góc này và 3 ngón còn lại ta sẽ để ở đây để ta cầm cái tư thế này. Thì khi các bạn cầm ấy, thì các bạn hơi chúi điếu xuống so với mặt phẳng nằm ngang một chút nhé. Rồi cái cạnh đường chéo này thì nó sẽ theo cái hướng hơi thẳng lên trời một chút. Đây, các bạn chú ý này. Tức là các bạn để tư thế này và các bạn rít. Khi nào mà tiếng kêu cảm thấy nó liền mạch và nó kêu hay, kêu vang thì là ok. Đó, điếu có cả chức năng chống đổ nước nhé, kể cả khi các bạn dốc ngược. Thì khi các bạn hút thì các bạn sẽ ấy nó xuống, lắc nó xuống để cho nước nó vào cái bầu nước ở đây. Đó. Thì như vậy là khi chúng ta đã có tư thế hút rồi, tư thế cầm tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng lò xo nhấc tàn. Vì điếu nó ngắn và nó nhỏ cho nên ta phải dùng lò xo nhấc tàn, ta cho vào cái lò xo, vào cái miệng hút này để chúng ta cho thuốc vào đây. Và chúng ta rít thẳng như rít điếu bát. Thì nó sẽ rất là đượm khói và nó sẽ rất là mát. Tôi nói với các bạn là trong này nó đã có nước rồi nhé. Cho nên là hút nó rất là khói, nó rất là mát. Thiết kế của tia sét là hút rất mát chứ không phải là nóng đâu nhé. Thì các bạn vê thuốc và cho vào lò xo nhấc tàn như thế này. Đó, các bạn chú ý này. Đó. Sau khi là vê thuốc xong và cho vào lò xo nhấc tàn xong ấy, thì chúng ta sẽ châm lửa. Châm lửa và để cả lửa để rít luôn. Khi nào nó đỏ cái nòng này thì chúng ta rít thẳng luôn để cho khói nó đậm. Đó. Thì các bạn lưu ý nhé, tôi sẽ hút thử cho các bạn nhé. Quý vị chú ý này. Sau khi hút xong các bạn rút cái lò xo ra.
bạn đập lò xo vào gà tàn là nó đã sạch. Chúng ta đóng điếu lại theo tư thế chúng ta mở hồi nãy, ngược lại tư thế mở hồi nãy. Và chúng ta đã có một cái điếu tia sét rất là gọn gàng, mà chúng ta nút cái nút cao su ở đây nõ lại để cho nước nó không chảy ra đằng nõ. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay nước nhé. Đây là bát nước, thì các bạn để cái điếu này dưới cái vòi nước. Tôi sẽ mở ra. Tôi sẽ để cái điếu này dưới vòi nước. Các bạn sẽ để dưới điếu vòi nước và các bạn thổi nước cũ ra đằng nõ. Sau các bạn dùng lông gà các bạn thông cho nó sạch đi. Để chúng ta lại cho nước vào. Cho nước vào đây. Rồi chúng ta lại thổi ra. Đó, rồi chúng ta lại cho nước mới vào. Chúng ta tăng lông gà để cho nước mới vào. Chúng ta thử tiếng kêu. Khi nào nó kêu hay rồi thì được. Rồi chúng ta lại đóng điếu lại và lau cho nó sạch đi. Rồi chúng ta bỏ vào túi quần, túi áo. Nó rất là sạch sẽ và tiện dụng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Văn Hóa Điếu Cày. Xin chào và hẹn gặp lại.